Phạm Quỳnh Anh lộ ảnh Full HD mang thai. Hóa ra tin đồn sang Mỹ sinh con là thế này. Phạm Quỳnh Anh liên tục lộ vòng hai lùm xùm giữa nghi vấn hẹn hò tình trẻ. Tuy nhiên có vẻ như mọi đồn đoán của netizen ở thời điểm này đã không chính xác. Ngày 12 tháng 4, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức phát hành teaser MV Vai Ác. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Không viết về tình yêu đôi lứa mà lấy chủ đề về tình cảm gia đình, mối quan hệ giữa mẹ và con. Sản phẩm Vai Ác hứa hẹn sẽ thể hiện một khía cạnh mới ở con người Phạm Quỳnh Anh trong âm nhạc. Đó chính là những cảm xúc của một người mẹ trên hành trình nuôi dạy con cái. Đồng thời, Phạm Quỳnh Anh còn kết hợp với bé Linh Đan, thành viên trong đội của nữ ca sĩ ở The Voice Kids 2019, để mang đến một ca khúc trọn vẹn nhất về tình mẹ con từ phần nghe đến phần nhìn. Sản phẩm âm nhạc mới của Phạm Quỳnh Anh thể hiện sự đặc biệt ngay từ tựa đề ca khúc, khi chữ ác trong cụm từ Vai Ác là được đặt trong ngoặc kép. Bên cạnh đó, đây cũng là lần hiếm hoi Phạm Quỳnh Anh tự nhận một vai ác. Ở những MV trước đây, nữ ca sĩ gây ấn tượng bởi hình ảnh người phụ nữ dịu dàng sâu lắng trong tình yêu đôi lứa. Tuy nhiên, vai ác lần này của Phạm Quỳnh Anh lại không đặt vào một MV drama về tình yêu mà xuất hiện trong một MV có chủ đề gia đình. Vì lẽ đó, chữ ác mang một ý nghĩa đặc biệt xúc động phía sau mà có lẽ bất kỳ người mẹ nào cũng có thể đồng cảm khi nghĩ về quá trình nuôi dạy con cái của mình. Vai ác không phải cái ác mà người ta hay nghĩ tới hay phải cầm roi đánh con. Tôi để trong ngoặc kép bởi từ góc nhìn của người mẹ, khi muốn nghiêm khắc uốn nắn con cái thì phải hóa thân vào vai ác mỗi ngày. Có lúc những đứa con sẽ nghĩ, sao mẹ ác quá cứ hay can thiệp vào chuyện của mình, hoặc người mẹ rất muốn không khí trong nhà nhẹ nhàng, yêu thương, nhưng cứ phải thay đổi tông giọng và thái độ để con hiểu rằng mình đang không hài lòng chuyện này. Bản thân tôi tự hỏi, đó có phải là một vai ác trong mắt con không? Phạm Quỳnh Anh chia sẻ. Teaser MV Vai Ác mở màn bằng khung cảnh hạnh phúc của Phạm Quỳnh Anh trong vai người mẹ và diễn viên nhí Mai Cát Vy trong vai người con gái. Hai mẹ con cùng dọn dẹp nhà cửa, đùa giỡn bên nhau, tràn ngập tình yêu thương. Tuy nhiên, teaser MV Vai Ác nhanh chóng gây bất ngờ khi hé lộ cảnh người mẹ bất lực đứng một mình trong căn bếp, có cả bát đũa rơi xuống sàn vỡ tan. Người con bỏ vào phòng riêng, đóng sập cửa và khóc nức nở. Trên tay là cuốn sổ nhật ký, gọi mẹ là nhân vật phản diện của năm. Chỉ một câu hát được Phạm Quỳnh Anh hé lộ trong teaser MV Vai Ác, nhưng cũng đủ khiến khán giả suy ngẫm. Đời đôi lúc chẳng như là phim cổ tích, thế nên con hãy là vai chính của đời mình. Đây tự như một lời nhắn nhủ mà người mẹ muốn gửi tới người con của mình. Qua giọng ca tha thiết tình cảm của Phạm Quỳnh Anh, Vai Ác sẽ truyền tải những trăn trở và nỗi niềm giấu kín từ người mẹ khi nuôi dạy con. Đặc biệt, Vai Ác có sự góp giọng của bé Linh Đan cũng thể hiện góc nhìn và tâm tư từ những người con gửi tới cha mẹ mình. Nói về màn kết hợp với bé Linh Đan, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ, đây không phải là dự án trả nợ hay hứa hẹn gì với Linh Đan trong The Voice Kids. Tôi có rất nhiều sự yêu thích với giọng hát của Linh Đan và thấy bạn là người phù hợp nhất để nói lên tiếng nói của những người con. Các con cũng cần có thời gian, mình cần hướng dẫn nhưng phải tôn trọng con nhất có thể. Hy vọng ca khúc sẽ đạt được mức độ lan tỏa khiến những phụ huynh cảm thấy quý trọng tình cảm gia đình, dành thời gian cho các con nhiều hơn, nhất là sự kiên nhẫn. Và các con khi nghe ca khúc này cũng có thể gỡ được một nút thắt nào đó với cha mẹ. Có thể nói ca khúc Vai Ác là một phần trải nghiệm thật của Phạm Quỳnh Anh trong quá trình nuôi dạy con gái. Khi nuôi dạy Tuệ Lâm, mọi thứ đều là lần đầu tiên đối với tôi. Bản thân tôi phải học nhiều việc từ đầu, kể cả cách dạy con ra sao, lắng nghe con như thế nào. Đôi lúc tôi cảm thấy mình hơi lúng túng trong cách dạy con, vì tôi vừa muốn làm bạn mà vừa muốn uốn nắn con. Khi bạn ấy bước vào tuổi teen, sẽ có rất nhiều suy nghĩ bùng nổ trong đầu mà mình không thể nắm bắt được. Tôi đã có những khoảng thời gian rất nhức đầu. Ca khúc này ra đời với mong muốn giúp tiếng nói giữa cha mẹ và con cái được xích lại gần nhau hơn. Cả hai bên cần lắng nghe nhau nhiều hơn, hiểu cho những cảm xúc của nhau, thay vì sự áp đặt của cha mẹ lên con hay sự tuân lệnh từ con đối với cha mẹ. Bản thân tôi rất đồng cảm với những người mẹ có con ở độ tuổi teen. Dù Tuệ Lâm không phải là một đứa trẻ nổi loạn, bướng bỉnh, không nghe lời mẹ, nhưng tôi muốn làm sao để bước qua giai đoạn này với con ở góc độ lắng nghe, làm bạn và trò chuyện cùng con, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.